tản dặm tìm chồng, trời kinh đô. Trèo đèo lội suối mà lên đường. Vì thiên bá không sợ khổ, vì chàng có khổ hơn cực hơn, ta cũng không chịu thua. Nô tỳ nói nè Cách Cách, chúng ta vì đuổi theo tên phò mã già đó, từ kinh thành một lèo đuổi tới huyện Tam Hà, cả cái bóng cũng không nhìn thấy. Cách Cách ơi, hay là chúng ta đừng đi nữa, đừng đuổi theo nữa, chúng ta về cung đi. Vậy thì không được. Người có biết không, phò mã gia là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời này có thể khiến ta rung động. Ta cảm thấy được rất sâu sắc. Chàng không thể rời xa ta, ta cũng không thể rời xa chàng. Vì vậy, cho dù ta có gian khổ hơn, ta khó khăn hơn, nhưng mà ta nhất định phải tìm được chàng. Nhưng mà Cách Cách, chẳng lẽ chúng ta cứ đi tìm kiếm chẳng có mục tiêu như vậy sao? Nè, cái gì mà tìm kiếm chẳng có mục tiêu chứ? Người có biết là ông già Nguyệt Lão, ông đã cột ta và phò mã gia đó lại bằng một sợi dây màu đỏ. Chúng ta cứ men theo sợi dây đỏ đó mà đi, ta tin là nhất định sẽ tìm được thiên bá ca ca của ta. Vì vậy nên Tiểu Mai, chúng ta đi, tiếp tục đi dạng dẫm tìm chồng. Nè Cách Cách, người đừng đi. Người lại dám ra lệnh bổn Cách Cách. Ôi, không phải đâu Cách Cách, chúng ta đi một ngày trời rồi, Tiểu Mai chỉ lo lắng sức khỏe của người không chịu đựng nổi. Bụng của người có đói hay không, miệng có khát nước hay không? Nè, ta nói người biết, bụng của người thấy đói thì cứ nói là người đói đi, còn không biết ngưỡng đó bụng ta đói. Cách Cách, người thật sự quá lợi hại luôn. Trong lòng Tiểu Mai nghĩ gì không thoát khỏi cặp mắt của người. Tiểu Mai thật sự sùng bái người. Tại đây Tiểu Mai xin kính lễ người. Được rồi, vậy được rồi, nể tình ngươi sùng bái bổn Cách Cách như vậy. Đi, ta dẫn ngươi đi ăn một bữa thịnh soạn có được không? Đa tạ Cách Cách, Tiểu Mai biết người tốt nhất với Tiểu Mai mà. Khỏi nói dư thừa, đi. Dạ, Cách Cách. Kéo hồ lô đây. Đóng hỏi đây. Gái xanh, gái xanh đây. Nè, người ăn nhiều một chút đi. Người ăn đi. Thật là không ngờ món ăn ở tiệm này lại rất ngon. Cũng được lắm. Người ăn no rồi hả? Có thể ăn nữa, người hãy gọi thêm đi. Nè. Dạ. Tiểu nhị. Hai vị khách quan có gì căn dặn không ạ? Cho thêm ít cơm trắng. Với lại người đi làm thêm vài món ngon nữa đi. Mau lên, mau lên đi. Hai vị ngẩn ra làm gì? Nhưng mà hai vị còn ăn nổi sao? Đúng vậy đó, mau đi đi. Còn đứng nhìn làm gì? Bọn ta đang ăn ngon miệng mà. Nhưng gần đây tiểu tiệm thường bị người ta ăn quỵt á, hai vị khách quan có thể trả tiền trước được không? Nói gì vậy? Lại dám coi thường bổn Cách Cách, còn nói ta ăn quỵt. Người có tin hôm nay ta sẽ khiến đầu ngươi dọn nhà hay không? Khiến đầu của tôi dọn nhà hả? Tiểu Mai, đi. Chờ đã. Ta mặc kệ cô là ai. Hai cô đã ăn cơm xong thì muốn đi hả? Trả hết tiền cơm rồi nói đi ha. Nè, là tiền thôi mà. Tiểu Mai, trả tiền cho ông đi. Dạ, Cách Cách. Còn có thể mua luôn tiệm của ông. Tiền đâu rồi mà. Trời, thấy chưa? Cách Cách. Hả? Có phải tiền để chỗ người không? Nói điên khùng cái gì vậy? Bổn Cách Cách ra ngoài có thể mang tiền sao? Cách Cách, hôm qua Tiểu Mai ra ngoài quá vội nên quên mang tiền. Không rồi. Phải chứ, ngươi không mang tiền. Đó. Tôi xin lỗi Cách Cách, làm sao đây? Làm sao đây? Người đâu? Dạ. Lấy hết trang sức của cô ta để gán nợ. Dạ. Vậy thì không được. Đây là của A Mã ta cho ta đó, tuyệt đối không thể đưa cho Cách Cách. A Mã. Tôi mặc kệ cô là ai. Chứ. Ta chính là Cách Cách. Khi nào? Cách Cách hả? Trang sức giả. Tiểu Điền. Dạ. Nè, nè, ngươi làm gì vậy? Làm gì vậy? Gì vậy? Làm gì vậy? Vô nè, làm hả? Công gán nợ đi. Nè, gán nợ? Kêu ta làm công, ta là Cách Cách mà. Nè, ngươi làm gì vậy? Ta gán nợ chứ.
Thời hạn chỉ có 3 ngày, thật sự là không đủ. Phúc Quận Dương này rõ ràng là làm khó đại nhân rồi. Hoàng thượng hạ chỉ muốn bành bằng ta điều tra Cửu Long Bôi, cho dù không có áp lực của Phúc Quận Dương đó, bổn quan cũng phải nhất định tận tâm tận sức tìm kiếm. Chỉ là bây giờ chúng ta cũng chưa từng thấy bảo vật đó hình dáng như thế nào, thật sự không biết phải tìm từ đâu nữa. Phải rồi, Hương Vũ huynh nói đám người đó còn ở kinh thành. Hay là thuộc hạ tới kinh thành dò lá thử. Nếu như mà cần phải tới kinh thành, vậy nhất định phải nhờ Hương Vũ giúp đỡ rồi. Nè, phải rồi, bây giờ Hương Vũ hiện đang ở đâu vậy hả? À, họ ra ngoài rồi. Âu Dương tiên sinh họ, đại nhân. Hoàng Thiên Bá khấu kiến đại nhân. Thiên Bá, miễn lễ. Thiên Bá, muốn trở về rồi. Đại nhân, tôi vừa trở về thì nghe nói đại nhân đã được phục chức, nên tôi chúc mừng người. Thiên Bá, bành bằng ta nếu lúc đầu không được cầu ra tay tương trợ, e là bây giờ đã phải mất mạng rồi còn gì. Cho nên bổn quan có được ngày hôm nay cũng là do Thiên Bá cậu cho đó. Đại nhân, người nặng lời rồi. Đại nhân, chúc mừng đại nhân. Âu Dương tiên sinh. Hoàng Thiên Bá, mấy ngày nay không gặp ngươi, theo ai học bản lĩnh vậy hả? Ta cũng đâu có dạy ngươi, cũng biết tới khiêm tốn nữa. Thật sự khiến ta cảm thấy ngạc nhiên. Âu Dương Đức, ta cũng phải chúc mừng ngươi. Hả? Nửa đường nhảy ra tinh trình giảo kim, cứu được hoàng thượng, còn được hoàng thượng ngự ban áo hoàng mã. Ôi trời, vinh quang cỡ này ai có thể sánh được chứ. Nè, bây giờ chắc trong lòng ngươi dù tới nở hoa luôn hả? Hey, thì bởi vì ta có bản lĩnh, chuyện này hết cách rồi. Ta nói nè Hoàng Thiên Bá, không giấu gì ngươi, bây giờ ta là một bộ não mà 3 cái đầu lận đó. Lời này là sao chứ? Muốn biết sao hả? Nhưng mà ta không nói. Ngươi. Ta cũng muốn biết đó. Được rồi, được rồi Thiên Bá. Bây giờ ta và Âu Dương tiên sinh đang vì vụ án mất trộm Cửu Long Bôi của hoàng thượng phải suy nghĩ đối sách. Cửu Long Bôi? Hoàng thượng hạ chỉ muốn bổn quyền điều tra vụ án mất trộm Cửu Long Bôi, và Phúc Quận Chương đã cho bổn quan kỳ hạn là 3 ngày. Thời gian cấp bách, ta thật sự có một chút lo lắng. Bành đại nhân, chuyện này đại nhân không cần phải lo. Thật ra Cửu Long Bôi của hoàng thượng đang ở chỗ Phú Phúc. Sư muội có phải là muội choáng váng muốn đại sư huynh dìu muội không? Đại nhân, ý của sư muội tôi là kêu đại nhân hãy chờ đợi. Sư đệ tôi Dương Hương Vũ có thể sẽ có cách, chúng ta cứ chờ đợi đi. Âu Dương tiên sinh. Hả? Bằng bành ta bây giờ đang cần mọi người cùng chung tay giúp sức. Hay là các vị cứ ở lại đây đi. Âu Dương tiên sinh, ý tiên sinh như thế nào hả? Nếu như vậy thì quấy rầy rồi. Đại nhân. Các vị. Bành Hưng, có chuyện gì? Bành Hưng, đây đều là hảo bằng hữu của bổn quyền, cứ việc nói đừng ngại. Vậy tôi nói luôn nha, Biểu tiểu thư đang giận dỗi ở trong phòng, nó muốn thu dọn hành lý lập tức trở về quê. Tiểu thư, mình đang làm gì vậy? Biểu thiếu gia giữ chúng ta ở đây lo ăn lo uống, cũng không hề bạc đãi chúng ta. Tiểu thư lại vô duyên vô cớ giận dỗi chuyện gì? Cái gì mà lo ăn lo uống, cái gì mà không bạc đãi? Lúc đầu tại sao ta tới tìm quân ấy, ta ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, quân ấy lại bỏ mặt ta? Quân ấy coi ta là cái gì chứ? Ta đã hèn hạ như vậy, ta tự dâng tới cửa quân ấy còn chê phiền phức. Nhưng mà thu dọn đi. Tiểu thư, nói thật ra lúc đầu nếu cô nghe lời của Châu Nhi trực tiếp đi tìm biểu gia, trong lúc biểu thiếu gia đang gặp nạn, tiểu thư ở bên cạnh thiếu gia an ủi ngày ấy, chăm sóc ngày ấy, có câu hoạn nạn thấy chân tình. Châu Nhi nghĩ biểu thiếu gia... Ta cũng muốn như vậy đó, nhưng mà ta vừa tới thì bị Thuần Bối Lạc bắt đi, còn bị Doãn Lượng chiếm đoạt. Tiểu thư, cô thật sự bị... Châu Nhi, ta cảnh cáo người, nếu như người dám tiếp lộ tin này ra, ta sẽ lột da của người. Chuyện này quan hệ tới danh tiếng của tiểu thư, sao Châu Nhi có thể nói ra được? Chỉ là tiểu thư, sau này phải làm sao đây? Ta cũng không biết nữa, vì vậy ta mới muốn đi với Doãn Lượng. Nhưng mà Doãn Lượng không muốn chịu trách nhiệm, biểu ca lại không cần ta. Người nói ta có thể làm sao đây? Người cho ta biết là có thể làm sao đây? Biểu muội. Biểu thiếu gia, người mau khuyên tiểu thư đi. Biểu muội à, rốt cuộc là có chuyện gì hả? Sao muội lại khóc đau lòng tới vậy? Chắc chắn là Bành Hưng đi nói với biểu ca,
sau này mình có thể ở lại không thì phải xem biểu ca có đồng ý không. Phải, cứ làm như vậy. Biểu muội, muội đang nghĩ gì vậy? À, được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Biểu muội à, thật ra ai ức hiếp muội vậy? Muội nói cho ta biết đi, ta nhất định làm chủ cho muội. Ai ức hiếp muội chứ, ai dám ức hiếp muội? Muội là biểu muội của Bành đại nhân Quyền Lệnh Quyền Tam Hạ. Ngoài Bành đại nhân ra còn ai dám ức hiếp muội? Ta vừa rồi ta cho bằng hữu trò chuyện có tiền sảnh. Biểu muội à, sao ta ức hiếp muội được chứ? Huynh còn nói là huynh không ức hiếp muội. Muội tới đây đã bao nhiêu lâu rồi, đâu có ngày nào huynh chủ động tới thăm muội. Muội mất tích huynh có nóng lòng không? Muội biến mất huynh có đau lòng không? Huynh có quan tâm muội không? Biểu muội à, dù gì chúng ta là biểu huynh muội, sao ta lại không quan tâm tới muội chứ? Chỉ là ta chỉ được phục chức quan, việc công bận rộn. Hơn nữa, lần trước ta đã nói với muội rồi, trước giờ ta chưa từng thích muội mà. Biểu thiếu gia, sao cậu lại nói như vậy? Uổng công tiểu thư ngàn dặm xa xôi tới tìm cậu. Cậu phải biết, lúc cậu không có nhà đều là tiểu thư tới nhà cậu chăm sóc và hầu hạ cho lão phu nhân. Vậy sao? Số của muội khổ quá. Biểu thiếu gia, lão phu nhân nhớ cậu. Tiểu thư liền an ủi lão phu nhân. Lão phu nhân bị phong hàn, tiểu thư bưng thuốc hầu hạ người, suốt đêm không dám chợp mắt. Biểu thiếu gia, tiểu thư đối đãi với lão phu nhân như vậy, chẳng lẽ cậu không động lòng sao? Biểu muội à, muội đừng có khóc nữa, là biểu ca không tốt. Chỉ là hôn nhân đại sự dù sao cũng không phải là trò đùa. Hay làm vậy đi, muội ở chỗ của huynh thêm mấy ngày nữa được không? Để huynh nghĩ kỹ rồi tính. Biểu ca, huynh không biết đâu, lúc muội tới đây không chỉ trong nhà, cả láng giềng phố phường đều biết muội tới tìm huynh đó. Nếu như huynh không cần muội thì muội chỉ có con đường chết thôi. Trời ơi, biểu muội, muội đừng khóc nữa, thật sự đừng khóc nữa mà. Muội nghỉ ngơi đi. Vậy đi, nếu như có thời gian ta sẽ tới thăm muội mà. Ta đi trước đây. Châu Nhi, lúc này thật sự đa tạ ngươi. Nhưng mà tiểu thư, Châu Nhi cảm thấy làm vậy giống như là đang ép hôn biểu thiếu gia. Cái gì mà ép hôn? Không ép hôn huynh ấy thì sẽ ép ta chết đó. Nhưng mà tiểu thư, Châu Nhi cảm thấy chúng ta nên nói thật với biểu thiếu gia đi. Nói với huynh ấy ta bị Doãn Lượng chiếm đoạt sao? Chắc chắn huynh ấy sẽ không cần ta nữa. Biểu thiếu gia không phải loại người đó, chắc chắn cậu ấy sẽ đuổi ta đi đó. Châu Nhi à, ta cảnh cáo ngươi lần nữa, giữ kín cái miệng của ngươi, tuyệt đối không được để lộ chuyện này ra ngoài. Nếu không, ta quyết không tha cho ngươi. Trời ơi, cũng tại ngươi. Nếu không phải tại ngươi ăn nhiều món, ta phải rửa đống chén dĩa dơ bẩn này hay sao chứ? Hả? Trời ơi, cát kết, người ăn còn nhiều hơn tiểu mai nữa. Nè, ngươi nói bậy. Ta là cách cách, ở trong hoàng cung sơn hào hải vị nào chưa từng ăn. Ta mà có thể ăn nhiều món ở nơi quê mùa này sao chứ? Được rồi, sao hai vị không dùng nước rửa chén để soi mặt của mình đi? Còn hoàng cung sơn hào hải vị, lo trả hết tiền cơm rồi hãy nói nghe chưa. Còn soi mặt? Nè ngươi nhìn đi, hai thùng nước này phải rửa chén của một ngày đó. Nè, nếu ngươi có thể nhìn vô tìm được bản mặt của mình trong thùng nước này thì ta khen ngươi hay. Được, dù sao thì hai người cũng phải rửa một tháng. Rửa mau. Nè, ngươi đứng lại cho ta. Đứng lại. Nè, ta cho ngươi biết, hôm nay tại vì ngươi đi nhanh đó. Nếu như không, ta sẽ đập chết ngươi. Ngươi có tin không? Nè, cách kết, mình đừng cãi với hắn. Nếu như cãi, mình sẽ không được đi đó. Trời ơi, tức chết đi được. Người nói mà não cách cách ta ở trong hoàng cung được cưng chiều tới cỡ nào. Thái hậu luôn ôm ta vào lòng, hoàng thượng nâng ta trong lòng bàn tay, cưng chiều cỡ nào chứ. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.
Thật không ngờ hôm nay vì tình yêu của mình ta phải luân lạc vào tay của đám người này, thậm chí còn phải ở đây rửa chén. Dạng dặm tìm chồng rời kinh đô, trèo đèo lội suối để lên đường. Vì thiên bá không sợ khổ, vì chàng rửa dĩa rửa chén, ta cũng không chịu thua. Cách cách, chỉ nghe lời hát Tiểu Mai đã cảm động muôn phần. Cách cách đúng là nữ nhân điển hình của nhà Thanh chúng ta. Vậy hả? Dạ phải. Sau này nhất định sẽ có người viết ra câu chuyện tình yêu của Cách Cách, khiến cho tất cả mọi người phải hoan hô và cảm động. Vậy hả? Vậy thì từ bây giờ cứ để ta đem sự tích của mình hát lớn tiếng cho mọi người cùng nghe. Dạng dặm tìm chồng rời kinh đô, trèo đèo lội suối để lên đường. Vì thiên bá không sợ khổ, vì chàng khổ hơn khó hơn, ta cũng không chịu thua. Tới bây giờ nhị sư huynh vẫn chưa có tin tức gì hết. Đại sư huynh lại nói không thể giúp mình ấy. Mình nóng ruột muốn chết luôn. Làm hết hồn. Bạch cô nương, thấy cô cơm tối cũng không ăn, cứ chờ ở đây. Cô đang chờ ai hả? Dĩ nhiên là chờ nhị sư huynh rồi. À. À, phải rồi. Cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng Dương Hương Vũ. Hơn nữa đại sư huynh của cô cũng luôn tránh nói gì huynh ấy. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Tôi thật sự không thể nói. Không thể nói? Vậy ta sẽ đoán thử nha. Có phải liên quan tới cụ Lông Bôi không? Huynh thiệt là lợi hại, sao huynh biết hay vậy? Tôi cũng đâu có nói. Đâu có. Cô có biết cụ Lông Bôi bị ai lấy đi không? Tôi không biết. Vậy bây giờ cụ Lông Bôi đang ở đâu cô có thể nói chứ? Trời ơi, huynh đừng có hỏi tôi nữa. Tóm lại tôi không thể nói ra được. Ta biết rồi. Nhị sư huynh của cô Dương Hưng Vũ đã đi lấy cổ Long Bôi. Nhưng mà nơi huynh ấy tới vô cùng nguy hiểm, vì vậy cô đang lo lắng cho huynh ấy có đúng không? Nhưng mà cô ở đây lo cho huynh ấy, tại sao không đi giúp huynh ấy? Dĩ nhiên là tôi muốn đi giúp huynh ấy. Tôi cho huynh biết, con người nhị sư huynh tôi tính tình rất là thích hơn thua. Nhất là đại sư huynh tôi lại được hoàng thượng ngự ban cho gì mà áo vàng mã. Nếu như tôi và đại sư huynh cùng đi giúp huynh ấy sẽ cảm thấy rất là mất mặt. Thì ra là như vậy. Nhưng mà lỡ như huynh ấy gặp phải nguy hiểm không thể thoát thân, vậy không phải càng tệ hơn sao? Phải đó, tôi cũng nghĩ y như vậy. Nhưng mà tôi không giúp được huynh ấy. Cô không thể giúp huynh ấy, nhưng ta có thể. Nếu ta đi tiếp ứng cho huynh ấy thì sẽ không liên quan tới hai người, cũng sẽ không tổn thương thể diện của huynh ấy. Phải rồi ha, sao tôi lại không nghĩ ra chứ? Cô mau nói cho ta biết huynh ấy đang ở đâu. Lỡ như ta tới trễ thì sẽ rất nguy hiểm. Huynh ấy đang ở chỗ quận Dương Phủ Thuần Bối Lạc. Hả?